Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Trần Quốc Vượng chuẩn bị cho trận quyết đấu. Như thông tin đã đưa thì ngày 9 tháng 1 tới đây, Bộ Chính trị và Ban Bí thư sẽ có cuộc họp sơ bộ trước khi tổ chức hội nghị Trung ương lần thứ 15. Có nhiều vị trí cần chốt trong Bộ Chính trị, nhưng quan trọng nhất là vị trí Tổng Bí thư. Hiện nay, vị trí này được cho là có cuộc tranh giành giữa ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc. Hồ sơ sơ bộ chưa tới, nhưng ông Trần Quốc Vượng với vai trò là Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì họp tiểu ban phục vụ đại hội lần thứ 13 của Đảng vào ngày 6 tháng 1. Lần xuất hiện này của ông Vượng cho thấy ông vẫn còn đang rất năng động, điều hành các cuộc họp quan trọng, một thông điệp tích cực chuẩn bị cho cuộc quyết đấu trong 3 ngày tới đây. Phía ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Trong cuộc họp này, ông Trần Quốc Vượng nghe báo cáo một số kết quả triển khai công việc tổ chức phục vụ đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam từ phiên họp của tiểu ban lần thứ 5 cho đến nay. Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến đại hội của Đảng và một số nội dung liên quan công tác chuẩn bị đại hội. Đã quá cận ngày đại hội mà đã có bao nhiêu suất đặc biệt và những suất đặc biệt đó sẽ trao cho ai vẫn chưa ngã ngũ, làm cho cuộc chiến tranh giành ghế kỳ này trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc, người thì vận động ngầm, kẻ thì hoạt động công khai, nhưng rồi cuối cùng ai cũng nhắm vào chiếc ghế đó. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng tại cuộc họp. Trong cuộc họp, ông Trần Quốc Vượng yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, các thành viên tiểu ban, lãnh đạo chỉ đạo rà soát những công việc triển khai từ nay đến đại hội, tập trung cao độ, dành ưu tiên cao nhất để đảm bảo công tác phục vụ đại hội được kịp thời, đúng tiến độ, góp phần vào thành công của đại hội Đảng lần thứ 13. Tuy nhiên, đại hội này có phần của ông Vượng hay không thì còn tùy thuộc vào kết quả của hội nghị Trung ương lần thứ 15 sắp tới. Và cuộc chiến tay ba hơn 2 năm qua vẫn chưa ngã ngũ. Cuộc chiến giành ghế xảy ra dai dẳng, nó bắt đầu hội nghị Trung ương lần thứ 8 năm 2018 cho đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Có thể nói cuộc chiến vào những ngày tới rất gay cấn, có thể điểm lại những cột mốc bắt đầu từ năm 2018 cho đến nay như sau. Mốc đầu tiên là tại hội nghị Trung ương, từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 10 năm 2008, tại kỳ họp này ông Trọng quyết định 5 tiểu ban chuẩn bị đại hội 13, trong đó có 5 tiểu ban nhân sự để chọn người và cơ cấu cho từng ghế. Mốc thứ nhì là hội nghị Trung ương lần thứ 9 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 12 năm 2018. Tại kỳ họp này, Bộ Chính trị xem xét giới thiệu nhân sự theo quy hoạch cho Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2016 đối với 200 người. Mốc thứ 3 diễn ra tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 12 năm 2019. Tại kỳ họp này, Ban chấp hành cho giữ lại điều lệ cũ. Bộ Chính trị dưới sự tác động của ông Nguyễn Phú Trọng, ông Vượng và cả ông Phúc chỉ đạo thu thập ý kiến các ủy viên Trung ương. Đây là cách xác định lại ai sẽ ủng hộ để chuẩn bị chia phe chiến nhau. Sự ủng hộ của các ủy viên Trung ương sẽ phân chia sức mạnh cho từng thế lực. Cột mốc thứ tư đó là hội nghị Trung ương 12 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 5 năm 2020. Tại kỳ họp này, ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra tiêu chuẩn ủy viên Ban chấp hành Trung ương gồm điều kiện, cơ cấu, quy trình giới thiệu, cách thức lựa chọn. Trong hội nghị này, ông Trọng vẫn là người đề ra quy định cho các cuộc chơi chung. Tuy nhiên, để đề ra quy tắc dành riêng thì ông vẫn chưa thể. Cột mốc thứ năm là hội nghị Trung ương lần thứ 13 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 10 năm 2020. Tại hội nghị lần này, xem xét nhân sự cho Bộ Chính trị, biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia ủy viên chính thức, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương và ủy viên Ban Kinh tế Trung ương khóa 13. Cột mốc thứ 6 là hội nghị Trung ương lần thứ 14 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 12 năm 2020. Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Phú Trọng muốn đưa ra quy định trường hợp đặc biệt để ưu tiên cho bản thân ông nhưng gặp phản đối từ hai đối thủ trực tiếp là ông Trần Quốc Vượng và ông Nguyễn Xuân Phúc nên việc này cũng chưa đi đến đâu. Như vậy, nhân sự tứ trụ vẫn chưa thể xác định và buộc phải tổ chức thêm một hay hai hội nghị Trung ương nữa chèn vào trước đại hội 13 để giải quyết cho xong vấn đề nổi bộn này. Đây là hình ảnh quang cảnh diễn ra hội nghị Trung ương lần thứ 14 vào tháng 12 năm 2020. Ông Trần Quốc Vượng cần phải tránh vết xe đổ của ông Đinh Thế Huynh. Câu hỏi cửa miệng của dân hay hóng về tình hình chính trị Việt Nam những ngày sắp tới vẫn là bao nhiêu suất đặc biệt và suất đặc biệt dành cho ai. Lẽ ra nếu ông Trọng chấp nhận rút lui theo điều lệ của Đảng và thiết kế hai suất đặc biệt cho hai ông Vượng và ông Phúc
thì chắc chắn sẽ không dẫn tới cuộc chiến tay ba như hôm nay. Công sức của ông Vượng hỗ trợ ông Trọng trong nhiều năm qua để hưởng được ngai vàng mà ông Trọng để lại, nhưng cuối cùng hóa ra không dễ chút nào. Đến gần đại hội, ông Nguyễn Phú Trọng lại cứ giấu bài tẩy cho đến phút chót. Trước đây 5 năm, ông đã dùng trường hợp đặc biệt để ưu tiên cho ông, và nay cũng vậy, nhưng lần này ông vẫn chưa bùng ra quá sớm, và điều bất ngờ vẫn đang còn đợi ở phía trước. Cho đến nay, tâm lý của ông Trần Quốc Vượng vẫn là muốn ông Nguyễn Phú Trọng tự rút rồi trao lại ghế cho bản thân ông để ông khỏi phải chống đỡ đến hai đối thủ nặng ký. Tuy nhiên, điều này khó xảy ra. Chẳng ai có thể thuyết phục được ông Nguyễn Phú Trọng từ bỏ tham vọng quyền lực, trừ khi căn bệnh đột quỵ tái phát đối với ông ta. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng dùng trường hợp đặc biệt để bám ghế, và nếu ông Trọng tăng thêm một suất trường hợp đặc biệt nữa cho ông Vượng để hai ông này có thể giữ nguyên ghế sau đại hội 13, ông Trọng cầm quyền khoảng từ 1 đến 2 năm và trao cho ông Trần Quốc Vượng cũng là một cách làm mang tính chất vẹn tình thầy trò. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có tính đến giải pháp này hay không, và liệu ông Nguyễn Xuân Phúc có chịu giải pháp này. Sự kiện ông Trần Quốc Vượng được ông Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm làm thường trực Ban Bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào tháng 3 năm 2018 làm người ta nghĩ ông Vượng sẽ là một người thừa kế ngai vàng. Bởi chính ông Vượng là người giống ông Trọng nhiều nhất, vì ông cũng là người được gọi là hũ nho, trung thành một cách tuyệt đối với ý tưởng của Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng cần tránh vết xe đổ mà ông Đinh Thế Huynh đã trải qua. Ông Vượng là một người bảo thủ đặc sệt như cái cách mà ông Trọng đã từng chọn ông Đinh Thế Huynh. Tuy nhiên, điều đáng nói là cuối năm 2017, ông Đinh Thế Huynh bỗng nhiên biến mất khỏi chính trường một cách bí ẩn. Nên việc ban đầu ông Nguyễn Phú Trọng cảm tình với ông Vượng không có nghĩa là sau này ông Trọng không triệt hạ học trò của mình. Trò chơi chính trị là như thế, và ông Trần Quốc Vượng chắc chắn cũng phải rút bài học cho riêng mình. Và câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu người kỳ vọng vào trường hợp đặc biệt? Nếu căng theo trường hợp đặc biệt cách đây 5 năm, thì trường hợp đặc biệt chỉ xảy ra ở một yếu tố là phá vỡ giới hạn tuổi thôi. Tức là ai được áp dụng trường hợp đặc biệt thì dù đã vượt quá 65 tuổi vẫn ở lại Bộ Chính trị. Tuy nhiên lần này ông Nguyễn Phú Trọng đã bỏ ngỏ khả năng ở lại, nên cho đến giờ ông vẫn chưa cho biết trường hợp đặc biệt này lần này sẽ phá vỡ những giới hạn nào. Người ta cho rằng lần này rất có thể trường hợp đặc biệt phá vỡ hai giới hạn, đó là giới hạn về tuổi và giới hạn về nhiệm kỳ. Theo đúng quy định thì Ủy viên Trung ương là quá 60 tuổi, còn với Bộ Chính trị Ban Bí thư quá 65 tuổi. Theo đó, những trường hợp đặc biệt so với quy định chung, tức là quá tuổi, sẽ được các cấp có thẩm quyền cân nhắc xem xét kỹ lưỡng nhiều mặt thông qua quy trình chặt chẽ để trình Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 xem xét tại hội nghị lần thứ 15 và quyết định giới thiệu với đại hội lần thứ 13. Nhìn vào danh sách Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại, trên nguyên tắc được bầu vào năm 2016 với 19 người, Đinh La Thăng thì đang ở tù, Đinh Thế Huynh thì chữa bệnh dài hạn mà không ai biết bệnh gì, Nguyễn Văn Bình và Hoàng Trung Hải thì đã bị án kỷ luật, Trần Đại Quang thì đã chết năm 2018. 8 người đều đã quá tuổi, tái cử gồm có ông Nguyễn Phú Trọng gần 77 tuổi, Nguyễn Xuân Phúc 67 tuổi, Nguyễn Thị Kim Ngân 67 tuổi, Nguyễn Thiện Nhân 68 tuổi, Trần Quốc Vượng 68 tuổi, Ngô Xuân Lịch 67 tuổi, Tòng Thị Phóng 67 tuổi và Trương Hòa Bình 66 tuổi. Đây là hình ảnh có bao nhiêu người trong Bộ Chính trị khóa 12 được hưởng quy chế đặc biệt vẫn là điều ẩn số. Trong 8 người này, có ông Nguyễn Thiện Nhân xem như chắc chắn bị loại. Không biết kỳ này ông Trọng có mở rộng trường hợp đặc biệt cho bao nhiêu người ở đây. Chắc là không nhiều, có thể tối đa là 2 suất. Điều đó có nghĩa là những người kể trên khả năng bị đẩy ra rìa là rất cao. Và thông tin cho thấy ông Trần Quốc Vượng cần phải dè chừng ông Nguyễn Phú Trọng. Trước ông Trần Quốc Vượng thì ông Đinh Thế Huynh cũng trở thành thái tử đảng một thời gian rất dài. Vào lúc ông Vượng còn là chánh văn phòng Trung ương Đảng và sau đó làm viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ông Đinh Thế Huynh đã trở thành thường trực Ban Bí thư và đã lặp lại khoảng 50% tư tưởng của Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội, ít nhất trên phương diện phát ngôn. Cũng bởi thế và nếu không bị một phốt nào đó thì ông Đinh Thế Huynh hẳn vẫn yên vị ở ghế thường trực Ban Bí thư và lúc này vẫn đang chờ cơ hội để ngồi vào ghế ngôi tổng bí thư nếu ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hẳn. Đây là hình ảnh mà dư luận cho rằng giờ đây ông Trần Quốc Vượng phải hết sức dè chừng ông Nguyễn Phú Trọng. Cho đến nay, ông Trần Quốc Vượng lại chưa có một phát ngôn nào cũng như chưa có hành động nào cụ thể thể hiện tính chất đặc sệt chủ nghĩa xã hội cùng lâu đài cát của Nguyễn Phú Trọng. Hoàn toàn mờ nhạt ở cương vị chánh văn phòng Trung ương Đảng, nơi vẫn bị dư luận xem là điếu đóm,
cũng không hề nổi bật lên trên cương vị Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ông Trần Quốc Vượng được xem là nhân vật ngoan hiền, dễ bảo, mà từ đó đã được ông Nguyễn Phú Trọng chọn vào Bộ Chính trị khóa 12 vào đầu năm 2016. Có lẽ rút kinh nghiệm trường hợp ông Đinh Thế Huynh mà ông Trần Quốc Vượng đã thua mình, và ông đã trụ đến phút cuối cùng để tách mình ra làm đối thủ của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, người Việt Nam vẫn có câu 30 chưa phải là Tết. Từ nay đến đại hội lần thứ 13, chưa ai dám chắc ông Nguyễn Phú Trọng không ra đòn hiểm với đối thủ chính trị của mình. Cho nên, ông Vượng dù có muốn nổi trong lúc này cũng cần hết sức cẩn trọng. Bài học Đinh Thế Huynh còn nóng hổi ở đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 1 năm 2021 với bản tin Trần Quốc Vượng chuẩn bị cho trận quyết đấu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.